Lời nói đầu tiên con xin gửi lời chào đến bác Đỗ Sinh cũng như toàn thể quý cô bác, anh chị gần xa đang xem kênh Hương Sắc Đỗ Sinh ạ. Hôm nay thì con có về một số phôi mai cây cảnh á, muốn giao lưu cùng quý cô chú anh chị gần xa, mong quý cô chú anh chị gần xa ủng hộ con ạ. Con tên Sang, số điện thoại của con là 0977186056 ạ. Dạ, để không mất thời gian của quý cô chú anh chị thì con xin giới thiệu cái cây đầu tiên của con muốn giao lưu ngày hôm nay ạ. Đây là cái phôi mai chiếu thủy chung nu ạ. Đây là cây chung nu ạ. Cây này thì chi cành cổ ha. Con cái này thì con cứ làm gọn lại thôi. Giờ các bác các chú anh em mình chỉnh sửa lại nha. Rồi con xin đo thông số ạ. Hoàn thân tại vị trí này là 35 ạ. Chiều cao là 59 ạ. Đường kính bầu là 45 ạ. Cái đường kính của cái tàn này là 55 ạ. Cây này có cái bệ đế rất là đẹp các bác chú ơi. Cây này là đế nó chảy hết nè, chảy đều ra hết. Dạ, phôi số 1 này thì con xin giao lưu với giá là 1.800.000 một con ship toàn quốc luôn ạ. Và tiếp theo là phôi số 2 ạ, một phôi mai chiếu thủy da xanh lá lớn ạ. Phôi mai chiếu thủy này nó có chi cành đồ sẵn hết rồi nha. Nếu cô chú anh chị mà đây, bộ đế thì nó chảy đều ra hết ha. Bên đây thì con đã xử lý những cái rễ lỗi, rễ tràn hết. Cây của con là con bao sống mạnh khỏe ha. Chiều cao là 42 ạ. Hoành thân là 52 ạ. Đường kính bầu là 42. Phôi mai chiếu thủy số 2, mai chiếu thủy da xanh lá lớn này con xin giao lưu với giá là 1.000.000 bao ship toàn quốc ạ. Rồi con xin lên cái phôi số 3 ạ. Tiếp tục là một cái phôi mai chiếu thủy da xanh lá lớn ạ. Cây này có bệ rất là đẹp. Con xin đo thông số. Chiều cao là 58 ạ. Hoành thân là 44 ạ. Đường kính bầu là 40 ạ. Con số 3 này con xin giao luôn với giá là 1.000.000 ạ. Con bao ship toàn quốc luôn ạ. Dạ, và tiếp theo là phôi mai số 4 ạ. Tiếp tục là một phôi mai chiếu thủy da xanh lá lớn ạ. Cây này là nó có cái bệ rất là nở ha. Nó già cây rồi nó lên cái cục nu hết rồi nha quý cô chú anh chị. Con xin đo thông số cái phôi mai số 4 ạ. Hoành thân là 49 ạ. Chiều cao là 60 ạ. Đường kính bầu là 42 ạ. Rồi phôi số 4 này con xin giao lưu với giá là 800k ạ. Số 4 800 ạ. Tiếp theo là phôi số 5 ạ. Là một phôi mai chiếu thủy da xanh lá lớn ạ. Con xin đo thông số. Hoành thân là 48 ạ. Chiều cao là 72 ạ. Đường kính bầu là 45 ạ. Rồi phôi mai chiếu thủy da xanh lá lớn
phôi số 5 này có xin Zalo với giá là 800 luôn ạ. Còn bao ship toàn quốc cho quý cô chú mình chơi luôn ha. Giá sinh viên luôn em. Quý cô chú anh chị. Và tiếp theo là phôi số 6 ạ. Phôi số 6 này là một cái phôi hoa chiếu thủy ạ. Da xanh lá lớn ạ. Cái này nó cái bể nó rất là lớn ạ. Bé này nó chảy đều hết. Tôi xin đo thông số. Cao là 49 ạ. Tổng bể là 79 ạ. Đường kính bầu là 52 ạ. Rồi, phôi số 6 này có xin Zalo với giá là 1,8 triệu ạ. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Theo là phôi số 9 ạ. Cũng là mai chiếu thủy da xanh lá lớn ạ. Chiều cao là 36 ạ. Hoành thân là 44 ạ. Đường kính bầu là 40 ạ. À, phôi số 7 này con xin Zalo với giá là 800 ngàn ạ. Tiếp theo là phôi số 8 ạ. Cũng là mai chiếu thủy da xanh lá lớn ạ. Bộ đế rất là đẹp. Chúc chú anh chị. Đế rất là đẹp. Chiều cao là 52 ạ. Hoành thân là 57 ạ. Đường kính bầu là 45 ạ. À, phôi số 8 này tôi xin Zalo với giá là 1,2 triệu ạ. Tiếp theo là mã số 9 ạ. Cũng là mai chiếu thủy da xanh nó lớn ạ. Chiều cao là 60 ạ. Hoành thân là 50 ạ. Đường kính bầu là 45 ạ. Thôi mai số 9 này con xin Zalo có giá là 800 ạ. Con bao ship toàn quốc ạ. Và tiếp theo là mã số 10 ạ. Cũng là một phôi mai chiếu thủy da xanh đã lớn ạ. Đây này là khá to ha. Cao là 42 ạ. À. Tổng bể nó là 79 ạ. À. Đường kính bầu nó là 70 ạ. À. Rồi phôi số 10 này con xin Zalo với giá là 2,5 triệu ạ. À. Phôi
số 11 à. Là mai trước thủy da xanh nó lớn à. Cao là 55 à. Hoành thân là 47 à. Đường kính màu là 55 à. Rồi phôi số 11 này con xin giao lưu với giá là 1,2 triệu à. Hoành thân là 54 à. Đường kính bầu là 50 à. Rồi mã số 12 này con xin giao lưu với giá 1 triệu ạ. À. Tiếp theo là phôi số 13, một phôi mai chiếu thủy trung nu ạ. À. Cái này thích hợp mình để bàn uống trà như chú anh chị. Chiều cao là 34 à. Hoành thân là 23 à. Tổng hai thân đó là 38 à. Đường kính bầu là 35 à. Cây này có cái bể rất là đẹp à. Mã số 13 xin giao lưu với giá là 800k. Tiếp theo là mã số 14 là cũng là một cái mai chiếu thủy trung nu à. Cây lên tột sống khỏe nha. Chiều cao là 30 ạ. Hoành là 29 ạ. Rồi tính bầu là 45 ạ. Phôi số 14 này tôi xin giao lưu với giá là 800 ạ. Và tiếp theo là phôi mã số 15 à, một cây hoa giấy Mỹ à. Cái này có bộ củ rất là đẹp à. Chiều cao là 90 ạ. Hoành thân là 15 ạ. Hoành cũ là 68 ạ. Tán ngang là 85 ạ. Mã số 15 này con xin giao lưu với giá là 3 triệu à. Không bao ship à. Hoa giấy Mỹ nha. Các cô chú anh chị. Hoa giấy Mỹ à.
số 16 là một cái phôi mai chiếu thủy da đen à. Cây lùng lực à. Cây này có cái bệ rất là lớn à. Cái bệ rất là lớn, rất là đẹp à. Cao là 40 à. Hoành thân là 65 à. Đường kính bầu là 50 à. Phôi số 16 này con xin giao lưu với giá là 6,5 triệu à. Theo là mã số 17 à, một con mai chiếu thủy da xanh nó lớn à. Cây này nó rất lợn, rất là đẹp à. Có cái bệ đế có cải cho đều à. Chiều cao. Chiều cao là tầm 1m7 à. Chiều cao của cái thân nhỏ này 77 à. Tổng cái bệ nó, cái bệ là 85 à. Thân nhỏ là 34 à. Thân lớn là 45 à. Đường kính bầu là 70 à. Xoay vậy đấy. Ngay có cái bệ rất là đẹp. À, mã số 17 này tôi xin giao lưu với giá là 4 triệu à. Bao ship toàn quốc luôn ạ. À. Mã số 18 à. Một cụm mai chiếu thủy da xanh lá lớn à. Cây này là nó rất là to à. Mỗi đế thì nó chảy đều quá. Cao là 80 ạ. Là 25 à. Đường kính bầu là 90 à. Mang chiếu thủy da xanh đá lớn mã số 18. Con xin phép giao lưu với giá là 4,5 triệu, con bao ship toàn quốc à. Và cuối cùng là con xin giao lưu một cái phôi mai vàng à, phôi mai xù à. Cây này là nó rất là quái cây à. Này là như là quái thú à. Hiện tại này nó đã xù hết trơn cái bệ này luôn rồi. Cái bệ này nó đã xù hết rồi ha. Xù hết rồi, xù dài lên trên đây luôn ha. Xù là cộm hơn, một ngón tay mình để vô là nó xù cộm hơn luôn ha. Đây, bên đây luôn rồi, nó đã xù rất là nhiều à. Đây nữa
xù chảy dài xuống luôn ha. Bệ tế thì rất là đẹp ha. Cây này cây như là quái thú. Cây này rất là già cây rồi các bác chú. Rồi con xin đo thông số. Hoành thân tại vị trí này là 33 hoành nha các chú các bác. Con đo cái củ đặt của nó ha. Cái củ đặt nó là 59 à. Này con hạo thử cho các chú xem tham khảo ha. Rồi chiều cao nó là 59 à. Đường kính bầu là 70 à. Ngang là 52 à. Hôi mây xù rất là quái nha các chú. Rồi cái phôi mây xù này thì con xin giao lưu với giá là 10 triệu à, con bao ship toàn quốc à. Quý cô chú anh chị mình tinh ý cái phôi mây xù này á, thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0977186056 con tên Sang à. Dạ một lần nữa con rất cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành cái thời gian quý báu để xem cái clip của con à. Dạ.